Hôm nay đồng chí Linh lại nhà chơi, tiếp đãi luôn. Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip tìm nhà một YouTuber. Chút mình sẽ quay chi tiết nhà của ông ấy cho các bạn xem. Mình với ông ấy thì đã gặp một lần nhưng mà mình chưa biết nhà. Giờ mình sẽ đi tìm nhà của ông ấy. Mà mình chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên là mình phải đi học nhiều, làm nhiều thì mới thành công được. Anh em đón xem clip nha. Nếu thấy clip này hay hãy nhấn like và để lại một comment đăng ký kênh. Cảm ơn anh em. Đây là những thứ mình chuẩn bị đây. Cái cam đang quay cho anh em xem, cái cam mới đi mượn đây. Những thứ mình chuẩn bị đi mình quay đây. Ok thì mình có đem theo một cái đồ cây bơ phin đây, quẩy ba lô nha. Giờ mình bắn quần xà lón đi gì đó, chung cái bên này cũng có chừng 30 cây à. Ok thì anh em đã xem clip nha.
cả nhà là Team Snack, đây là anh em thấy không? Chào mấy đồng chí nha. Hôm nay đồng chí Linh lại nhà chơi, tiếp đãi luôn. Đây, nút bạc đây. Ok, đây thì mình sẽ quay vòng ở nhà và cho anh em xem nút bạc của bác Thêm nha. Tôi lấy nút bạc cho bạn xem nè. Lúc này đó giờ tôi quay được một lần duy nhất là tới bây giờ không quay. Đây là lần thứ hai đó nha. Tôi chỉ hiếm gì lắm mới được lần thứ hai đó nha. Không phải là mình giấu gì mà đấy. Quay lên một bài cho nó một phen. Thật ra cái này cũng không nhẹ như nước men đó. Thôi, mụn, quá mụn chứ. Wow. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh em ơi. Không làm. Cầm cái. Trời ơi, trời nó bạc. Quá đã luôn. Thì bắt miền Tây mình thức lấy áo tà lao nha. Đúng rồi. Đánh Liên Quân nè, thấy không? Đánh Liên Quân nè. Miền Tây mà. Chúng ta phải kêu bằng ngựa ngựa. Công nhận tôi coi trong clip bác Thêm hài đó, mà qua ra quần áo còn hài dữ hơn nữa. Đây, nước này tôi làm trong vòng 4 tháng rồi. Từ khi làm Liên Quân là nước này làm 4 tháng được nước bạn. Đến bây giờ là 1 năm, đúng 1 năm rồi đó. Anh nói gì cảm nghĩ gửi lại cảm ơn đến fan đây anh. Tại mình phù hả, mình có thiếu nha, fan. Mà tại anh em thấy vui đăng ký thì tôi cũng mừng. Được lúc này cũng như là cái kỷ niệm chương ha, kêu bằng quánh dấu. Để cho nó biết mình được trăm đăng xuất thôi. À mà anh thấy không? Ở ngoài đẹp trai trong trong lắm vậy nha. Trời, trời. Chị nhỏ, chị gái buông nhóc. Quá đẹp. Cầm cho ông máy quay à. Ông tên gì? Tôi Linh. Cái tên là Linh Vlog nha. Linh hả? Ôi trời. Không biết gì nào tôi mới cầm được nó quay đây anh em ơi. Để tôi soi cái độ đẹp trai mà mình thêm tôi thấy không? Rồi xấu hơn rồi. Xấu hơn hả? Xấu hơn. Có. Tình nhiên mà chơi game. Đây biết gì nào. Đó, đẹp trai liền. Đó, đẹp trai liền. Đó, ngước ngước rồi. Rồi, đây là vòng nhà tôi. Là Tết quay vòng vòng nhà mà không có quay luôn. Mà sẵn hôm nay quay luôn đi. Ở trong phòng ghê lắm, không quay đâu nha. Ê, thằng thờ không quay được. Thì vòng vòng nhà thì cũng không có con mẹ hết trơn á. Nay phòng khách nè. Nói chung cảm ơn ông Thêm Snack đã cho tôi cầm nước bạc chứ này chứ tôi gắng chừng 2 năm nữa mới cầm được nước bạc không nữa. Cái này cũng anh em ơi. Cũng tùy duyên thôi có một xí à. Tùy duyên thôi. Thanh niên trai ngành. Phải à. Trai ngành. Cảm xa léo nữa. Xa đâu. Đây. Vòng vòng nhà toàn ruộng với lộn cái giường với ruộng không ạ. Nhà bác Kim đẹp lắm anh em ơi. Nhà tôi thấy cái ruộng ngoài kia là tôi phái anh em ơi. Nắng lắm. Nắng lắm, giờ này nắng lắm. Nắng mà giờ nắng mà kêu mà đứng gió luôn. Hả? Xe này hả? Ít hát. Rồi xe này là... Dách ngang. Yamaha Winner. Hay nói Honda chữ chết. Vì quyên quánh giá luôn. Xe này cũng có mẹ gì để quánh giá cho anh. Ok anh em thì hôm nay là mình có chuyến đi rất là thú vị tới nhà của bác Thêm. Thì chút xíu bác Thêm sẽ bằng heo quay đãi cho mình ăn. Tôi mua bò cho mình đã. Coi cái đồ trái này phải không? Ok nếu anh em thấy clip hay nhấn like và đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký cho kênh hai anh em tụi tôi nha. Miền Tây là phát chắc Linh Vlog. Đẹp trai. Đăng ký bật chuông nha.